Tayu Natapon, nữ thần rắn, mỹ nhân xinh đẹp rất đài vì chia tay bạn trai 14 năm rồi quen đại gia. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cực phẩm cùng sự nổi tiếng, những mỹ nhân này còn có cuộc sống như bà Hoàng sau khi làm dâu nhà giàu. Từ ngày chia tay bạn trai ngoài ngành và công bố yêu đương với đại gia giàu có, mỹ nhân này chịu không ít chỉ trích từ khán giả. Nữ thần rắn Tayu Natapon, sinh năm 1983, từng là một mỹ nhân đình đám sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo ở Thái Lan. Là diễn viên độc quyền của đài CH3 từ năm 2006 đến nay, Tayu liên tiếp khẳng định bản thân là một đóa hoa có cả hương lẫn sắc khi gặt hái vô số thành công trong nghề. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia vai diễn trong phim Trò chơi tình ái từng là mưa làm gió thị trường phim ảnh. Nhiều năm trong nghề, cô nàng đã cống hiến một phần thanh xuân cho các vai diễn. Đồng thời, Tayu cũng đã xây dựng được một vị thế cao, khẳng định bản thân là một ngôi sao hạng A của showbiz Thái. Năm 2009, cô được đông đảo khán giả biết đến nhờ tham gia bộ phim Số phận nghiệt ngã. Tới năm 2013, Tayu nâng tầm tên tuổi nhờ cơ hội tham gia series Quý ông nhà Sutathep, dự án nhân kỷ niệm 43 năm thành lập đài CH3. Nhờ sức hút của vai diễn này, Tayu liên tiếp nhận về các hợp đồng quảng cáo lớn. Một năm sau đó, tên tuổi của cô bùng nổ khi tham gia hai phần của bộ phim Ánh Dương Tình Yêu. Thế nhưng giai đoạn rực rỡ hơn cả trong sự nghiệp của Tayu phải kể đến năm 2016, khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim Nữ thần rắn Nike. Tác phẩm này nổi đình đám trên khắp châu Á nhờ màn thể hiện xuất thần một lúc ba hình tượng của Tayu. Ngay cả khi phim kết thúc, khán giả vẫn yêu thương và gọi Tayu với cái tên Nữ thần rắn. Không dừng lại ở vai trò là một diễn viên, Tayu còn gây bất ngờ khi có quyết định táo bạo lấn sân sang lĩnh vực ca hát vào đầu năm nay. Được biết, cô lấy nghệ danh là Tayu và đã cho ra mắt MV đầu tay có tựa đề Baby Boo, nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Với quyết định này, nhiều khán giả lo lắng Tayu Natapon sẽ vắng bóng khỏi làng phim ảnh và dốc toàn bộ sức lực cho vai trò mới. Cô nàng còn cho biết đã được một số nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng hỗ trợ để có được những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất. Bên cạnh vai trò diễn viên hay ca sĩ, Tayu Natapon còn xuất hiện nhiều với vị trí khách mời trong các show diễn thời trang. Các hợp đồng quảng cáo, mẫu ảnh của cô không thua kém bất kỳ ngôi sao trẻ nào. Không chỉ phim ảnh, chuyện đời tư của Tayu cũng là một chủ đề rất được quan tâm. Trước đây, cô từng nổi đình đám vì chuyện tình 14 năm với anh chàng điển trai Thon Art. Tình yêu bền chặt, Thon Art luôn ủng hộ Tayu trên mọi bước đường, gắn bó với cô từ ngày cô là một tân binh, khiến ai cũng nghĩ rằng hai người sẽ sớm về chung một nhà. Nhưng sự thật thì không như mơ. Đầu năm 2020, Tayu chính thức thông báo chia tay bạn trai, khép lại mối tình 14 năm gắn bó. Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mỹ nhân xinh đẹp không lập tức lộ thông tin đang hẹn hò với một idol từ chỉ đại gia tầng lớp thượng lưu. Tin tức này khiến một bộ phận khán giả không khỏi phẫn nộ cho rằng cô vì tiền mà từ bỏ chuyện tình 14 năm của mình. Chuyện Tayu hẹn hò với idol cũng nhanh chóng được xác nhận là sự thật. Từ đó trở đi, Tayu từ con cưng trở thành con ghẻ của showbiz Thái. Đặc biệt từ ngày hẹn hò với idol, cô cũng thay đổi hoàn toàn phong cách, bất ngờ trở nên quyến rũ hơn, khiến khán giả càng không hài lòng. Cô cũng liên tục dính phải thị phi, đa phần đều xoay quanh chuyện tình cảm và vấn đề cách ly mùa dịch. Từ khi công bố hẹn hò đại gia cho đến nay, các dự án phim của Tayu không được khán giả ủng hộ nhiều như trước đây. Cô thường xuyên phải chịu sự chỉ trích mỗi lần tái xuất. Chính vì vậy mà đã có không ít ý kiến chỉ trích Tayu cho rằng cô vì muốn hẹn hò với người giàu có mà bỏ bạn trai cũ. Đứng trước những sự công kích đó, nữ thần rắn đã lên tiếng giải thích rằng cô và bạn trai cũ vẫn là bạn bè anh em tốt. Còn về phần người yêu mới, cô không cảm thấy xấu hổ trước mối quan hệ này và sẽ không để lời nói của những người không liên quan chi phối. Tayu lên tiếng, tôi sẽ không để cuộc sống của mình bị chi phối bởi những gì người khác nói. Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ vì anh ấy là người chủ động tiến tới. Tôi không hay có những suy nghĩ tiêu cực nên hiện tại tâm trạng vẫn rất ổn. Giữa sóng gió dư luận, Tayu và tình mới Pranay Phonprapa vẫn thường xuyên đăng ảnh tình tứ khẳng định mối quan hệ tốt đẹp. Ngoài ra, sao nữ Trò chơi tình ái cũng đã gặp gỡ bố mẹ chồng tương lai. Ở tuổi U40, Tayu mạnh dạn thay đổi diện mạo để phù hợp với hình tượng ngôi sao âm nhạc. Có thể thấy rằng, những hình ảnh gần đây của Tayu Natapon hoàn toàn khác biệt so với thời làm diễn viên. Dù thay đổi thế nào, nữ thần rắn Tayu Natapon vẫn giữ được sắc vóc đỉnh chóp. Cô nàng thường xuyên diện những trang phục trẻ trung năng động nhưng cũng không kém phần sang chảnh và trendy. Để có được thành công như ngày hôm nay, Tayu Natapon luôn phải cố gắng phấn đấu làm mới bản thân, không ngại thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chính vì vậy, cô nàng ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ của khán giả.